Ok, thì Đức Hoàng BK thì giữa BK Hà Nội xin được chào toàn thể quý anh chị em nha. Hôm nay đúng là một ngày thật là đẹp luôn ạ. Ngày nắng rất là đẹp luôn này. Đấy, nắng nguyên đấy luôn. Và bên em hiện tại thì đã về 4 chiếc X-Cruiser. Rất là đẹp luôn. Đấy, em sẽ lên cho các bạn xem này, 4 màu khác nhau nhá, màu trắng này, màu xám, màu đen và màu đỏ này. Thì chiếc này mới về bên em luôn, cho nên là em chưa cập nhật cụ thể được giá, còn ba chiếc này em sẽ báo giá cho mọi người nhá. Thì chiếc X-Cruiser đầu tiên là chiếc màu xám này 2017 nhá. 2017 thì bên em giá chào đang là 1 tỷ 380 triệu ạ. 1 tỷ 380 triệu ạ. Đấy mọi người nhá, xem qua nội ngoại thất này. Còn bên cạnh đây là một chiếc màu đen. Đây, chiếc màu đen này bên em đang chào với giá là 1 tỷ 820 triệu nhá. Chiếc màu đen này bên em đang chào là 1 tỷ 820 triệu 2018. Ok. Đấy, biển thành phố ạ. Ba chiếc đều là nhà đây, và một chiếc biển tỉnh là biển 8 Nam Định đấy. Chiếc màu đỏ này 2019 nha, bên em nó trả là 1 tỷ 950 triệu. 1 tỷ 950 triệu đấy. Bác nào mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em là 0368 916 875, hoặc đến trực tiếp địa chỉ showroom là số 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội để trải nghiệm cũng như là biết thêm chi tiết hơn về những dòng xe này. Ngoài những dòng này thì bên em có rất nhiều những dòng xe khác tại cửa hàng, thì hình như là Hyundai Santa Fe màu đen 2020 bản cao cấp nhưng mà vẫn là form cũ nhé. Thì chiếc này bên em đang chào với giá là 1 tỷ 235 triệu, cùng nhiều dòng xe khác như Ford này, đấy, kể cả Mercedes này, và rất nhiều nhé. Mọi người cứ tham khảo. Hôm nay em chỉ cho mọi người xem trước là ba chiếc X-Cruiser 3 màu, 4 màu thôi. Mọi người tham khảo thì em sẽ để số điện thoại và địa chỉ ở cuối clip. Xin chân thành cảm ơn ạ.